với mục tiêu trỗi dậy của Trung Quốc trong thị trường vũ khí là không hề dấu diếm. Trung Quốc hiện nay đang đứng thứ tư trong những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới và đang nổi lên như là một nhà cung cấp vũ khí được nhiều nước Trung Đông lựa chọn vì mức giá và năng lực công nghiệp là điểm mạnh bán hàng của Trung Quốc. Tuy nhiên, Việt Nam, một nước nằm cạnh Trung Quốc, lại chưa bao giờ mua vũ khí của Trung Quốc. Trong thời gian vừa qua, do những căng thẳng ở Biển Đông, nhận thức chung của công chúng ở Việt Nam là mua vũ khí ở đâu thì mua, nhưng nhất quyết không nên mua từ Trung Quốc. Nhưng hiện nay, dường như tình hình đang có những thay đổi do nhiều nhân tố đã xảy ra. Nhiều chuyên gia cho rằng, gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy rất có thể sắp tới Việt Nam sẽ mua vũ khí của Trung Quốc. Vậy đó là những biểu hiện nào? Và vì sao Việt Nam không nên mua vũ khí của Trung Quốc? Trước khi đi vào vấn đề chính nội dung video ngày hôm nay, nhớ like, đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào của kênh. Nếu có chủ đề nào hay, quý vị có thể đóng góp dưới phần bình luận. Kênh sẽ nghiên cứu, tổng hợp để đưa ra những video hay nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Trong suốt thời gian từ chuyến thăm Trung Quốc của Đại tướng Phan Văn Giang ngày 27 tháng 10 năm 2023 trở lại đây, truyền thông hai nước bắt đầu đề cập trực tiếp đến hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước trong các bài tin. Ví dụ như tháng 1 năm nay, báo Quân đội Nhân dân Việt Nam có bài viết với tựa đề Hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Bài viết dẫn lời Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nói là hợp tác quốc phòng giữa hai nước tập trung vào các lĩnh vực như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cao cấp đào tạo công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu chung, trao đổi học giả, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Đến sự kiện giao lưu quân sự Việt Nam tổ chức ở Lào Cai ngày 11 tháng 4 năm 2024 vừa qua, hợp tác công nghiệp quốc phòng được nhấn mạnh hàng đầu. Trong tin tức truyền thông về sự kiện này, bài báo của VN Express đưa tin Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Trong đó nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Trung Quốc thống nhất thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự. Tại hội đàm ngày 1 tháng 4 trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 8, tuy chưa có thông tin chi tiết nhưng tần suất nhắc đến hợp tác công nghiệp quốc phòng với Trung Quốc ngày càng thường xuyên trên truyền thông chính thức và cho thấy Việt Nam đang thúc đẩy hoạt động này. Hợp tác công nghiệp quốc phòng có thể là hợp tác cùng nghiên cứu phát triển vũ khí hoặc chia sẻ chuyển giao kết quả nghiên cứu của bên này cho bên kia, hoặc bán dây chuyền sản xuất vũ khí hay bán vũ khí thành phẩm. Tức là khái niệm hợp tác công nghiệp quốc phòng đó là một khái niệm còn tương đối rộng, nhưng nói đến thương mại quân sự thì vấn đề được hiểu cụ thể là mua bán trang bị quốc phòng. Ở phía Trung Quốc, trong bài viết mới đây trên mạng Tencent với tiêu đề sau 4 tháng nhậm chức tân Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lần đầu tiên thăm nước ngoài lại là hướng Biển Đông thực hiện một động tác lớn. Bài viết trên Tencent dẫn lời Đại tướng Phan Văn Giang nói rằng hai bên nên tích cực phát huy tác dụng của các cơ chế hợp tác hàng năm như trao đổi các đoàn cấp cao, duy trì và phát huy hữu nghị đối thoại quốc phòng chiến lược, các hoạt động giao lưu quốc phòng hữu nghị ở biên giới và tuần tra hải quân chung ở Vịnh Bắc Bộ, đồng thời thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước như đào tạo nhân viên, công nghiệp quốc phòng và mua bán quân sự. Phía Trung Quốc bày tỏ, Trung Quốc sẵn sàng nâng cao lòng tin chiến lược giữa hai quân đội lên tầm cao mới. Bài viết Tencent đánh giá rằng, câu này chứng tỏ rằng hai bên đã đạt được bước tiến lớn trong lĩnh vực giao lưu quốc phòng. Thưa quý vị, thực ra hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Trung Quốc đã phát triển từ lâu và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tuy nhiên, trong các năm gần đây, khi nhắc đến hợp tác quốc phòng Việt-Trung, nội dung hợp tác chưa nhắc đến công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự như gần đây. Xin được dẫn chứng một số dữ kiện để chứng minh. Ngày 25 tháng 4 năm 2021, trên báo Nhân dân có bài viết triển khai hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong bài đưa tin, buổi tiếp của Thượng tướng Phan Văn Giang với Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đang sang thăm. Trong bài có đoạn viết, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác như các thỏa thuận đã ký. Trong đó tập trung vào một số nội dung như triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu hợp tác hiện có, đặc biệt là đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, hợp tác giữa các quân binh chủng, học viện và nhà trường. Ngày 4 tháng 11 năm 2016, trên báo Quân khu 7 online có bài viết thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt-Trung ngày càng thực chất hiệu quả. Trong bài đưa tin về buổi tiếp của Thượng tướng Thường Văn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc với đoàn quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu.
Trong đó có đoạn viết, hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với những điểm sáng như đối thoại, chiến lược, trao đổi đoàn hợp tác biên phòng, giáo dục và đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Trước đó nữa, thì vào ngày 1 tháng 10 năm 2012, tạp chí quốc phòng Toàn dân có bài viết Đoàn kết chiến đấu và hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc của Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Trong bài viết, tác giả nêu lại nhiều ký kết hợp tác quốc phòng giữa hai nước bao gồm thỏa thuận tuần tra liên hiệp, thỏa thuận hợp tác biên phòng hai nước, thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam với Tổng bộ Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân viên quân sự. Có lẽ một vài dẫn chứng như vậy để cho ta thấy rằng cụm từ hợp tác công nghiệp quốc phòng chỉ mới xuất hiện trên báo chí kể từ chuyến thăm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đến Trung Quốc năm ngoái đến nay. Và nó rõ ràng là một điểm hoàn toàn mới trong nội hàm hợp tác quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc. Đến khi đưa tin về giao lưu quốc phòng Việt Nam ngày 11 tháng 4 vừa qua, bên cạnh công nghiệp quốc phòng còn nói thêm đến vấn đề thương mại quân sự. Đây là những tín hiệu quan trọng báo hiệu rằng trong thời gian tới Việt Nam có thể sẽ mua sắm trang thiết bị từ Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đông cùng với sự phức tạp trong nhiều cuộc chiến khác trên thế giới, hiện nay Việt Nam gặp thế khó trong tìm nguồn hàng cung cấp vũ khí hiện nay. Nga, nhà cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam, vẫn đang bận mối lo sản xuất vũ khí phục vụ chiến trường Ukraine. Mỹ và phương Tây cấm vận Nga, khiến cho việc thanh toán các hợp đồng vũ khí với Việt Nam trở nên khó khăn hơn. Israel, đất nước đứng thứ hai trong các thương vụ vũ khí với Việt Nam, nhưng cũng đang vướng vào cuộc chiến tại giải Gaza. Hiện tại, Việt Nam có thể để tâm tới vũ khí của Séc, Ấn Độ, Hàn Quốc và cũng có thể là Trung Quốc để đa dạng nguồn cung cấp vũ khí. Nhưng tại sao Việt Nam không nên mua vũ khí từ Trung Quốc? Đối với vũ khí, nó thực sự không thể thiếu đối với một quốc gia vì nó liên quan đến việc bảo vệ an ninh của đất nước. Nếu vũ khí tiên tiến và rẻ tiền, nó sẽ là sự lựa chọn phổ biến nhất của các quốc gia trên thế giới. Với những vũ khí mà có chất lượng cao và giá rẻ thì chắc chắn rằng chỉ có Trung Quốc mới sản xuất được. Đây cũng là một lý do cốt lõi khiến hầu hết các nước đang phát triển trên thế giới sẵn sàng nhập vũ khí của Trung Quốc. Nhưng đối với Việt Nam thì đó là điều không. Vậy vì sao Việt Nam lại không mua vũ khí của Trung Quốc? Như chúng ta đã biết, sau 70 năm phát triển và đột phá về công nghệ, Trung Quốc hiện đã hình thành một hệ thống nghiên cứu và phát triển vũ khí hoàn chỉnh. Về cơ bản, Trung Quốc có thể sản xuất được tất cả các loại vũ khí từ súng ống, đạn dược, xe tăng, phương tiện quân sự, máy bay, tên lửa, bom hạt nhân, thậm chí còn cả máy laser, tàu chiến, tàu sân bay, v.v. Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu vũ khí đi khắp thế giới. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, có một hệ thống đo lường xuất khẩu vũ khí duy nhất theo định nghĩa TIV là giá trị chỉ báo xu hướng, vốn không trực tiếp đo lường giá trị tài chính của một thương vụ vũ khí và một đơn vị tiền tệ cụ thể, mà thay vào đó là cho phép so sánh giữa các quốc gia với nhau và theo dòng thời gian. Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2020, Trung Quốc đã xuất khẩu gần 16,6 tỷ TIV vũ khí thông thường trên toàn cầu, trung bình là 1,5 tỷ TIV mỗi năm. Tuy nhiên, năm 2020, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc giảm chỉ còn 759 triệu TIV, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Theo viện nghiên cứu này cho hay, các doanh số bán vũ khí của Trung Quốc trong giai đoạn năm 2016 đến năm 2020 thấp hơn 7,8% so với giai đoạn 5 năm trước đó. Về tỷ phần, xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc giảm từ 5,6% xuống còn 5,2%. Dĩ nhiên, có thể lập luận rằng sự tụt hạng nghiêm trọng trong xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc có thể được nhìn nhận trong bối cảnh xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu giảm 16%. Do đó, nguyên nhân có thể được cho là ảnh hưởng của Covid-19. Tuy nhiên, điều đó không giải thích tại sao Trung Quốc, bất chấp không ngừng tuyên bố chế tạo ra tên lửa mới, chiến cơ mới, tàu ngầm mới, tàu chiến mới mạnh mẽ về chất lượng, nhưng vẫn lép vế so với Nga và Mỹ. Mỹ được cho là đã xuất khẩu 105 tỷ TIV vũ khí từ năm 2010 đến năm 2020, gấp 6 lần Trung Quốc. Còn Nga đã xuất khẩu 70,5 tỷ TIV, gấp 4 lần Trung Quốc. Và câu hỏi đặt ra là vũ khí Trung Quốc chạy về đâu? Tuy vậy, trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí, Trung Quốc dường như làm tốt hơn các đối thủ cạnh tranh của mình. Đó là lĩnh vực sản xuất máy bay không người lái UAV vũ trang. Những khách hàng chính của Trung Quốc trong lĩnh vực này có thể kể đến Myanmar, Iraq, Pakistan, Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Tuy nhiên, điều đó làm mất cân đối thị trường khi khách hàng và cũng là thị phần lớn nhất của Trung Quốc, chiếm gần 80% là đến từ một số quốc gia thuộc châu Á. Bên cạnh 17% chảy vào châu Phi thì 3% còn lại được bán cho các khu vực khác của thế giới. Trong số 80% doanh số bán vũ khí thông thường của Trung Quốc từ năm 2010, có tới 63,4% là đến từ Pakistan, Bangladesh và Myanmar. Pakistan là khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Trung Quốc. Từ năm 2010, doanh số bán vũ khí Pakistan trung bình đạt 586,9 triệu TIV mỗi năm. Và những điều này bao gồm hợp tác trong xuất khẩu máy bay JF-17 và tàu hộ tống TB-054AB. Từ năm 2010 đến năm 2023, Trung Quốc đã cung cấp 2,6 tỷ TIV vũ khí cho Bangladesh, chiếm 73,6% mua sắm vũ khí từ nước ngoài của quốc gia này trong giai đoạn đó. Điều này khiến Trung Quốc trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Bangladesh. Trung Quốc đã hỗ trợ các hoạt động mua sắm này thông qua các khoản vay hào phóng và giá cả cạnh tranh, bao gồm cả chiết khấu. Năm 2013, Trung Quốc chuyển giao hai tàu ngầm lớp TB-035G đã qua sử dụng cho Bangladesh với chỉ hơn 100 triệu USD trên một chiếc. Từ năm 2006, Trung Quốc còn cung cấp cho Bangladesh lượng lớn vũ khí cỡ nhỏ, tổng cộng hơn 16.000 súng trường và 4.100 súng lục. Myanmar là thị trường lớn thứ ba của xuất khẩu vũ khí Trung Quốc tại châu Á. Kể từ năm 2013, Myanmar đã nhập khẩu 970 triệu TIV vũ khí thông thường từ Trung Quốc, chẳng hạn như 17 tiêm kích JF-17, 12 UAV, 2 máy bay vận tải Y-8, 2 tàu hộ vệ TB-43 và 76 xe bọc thép TB-92. So với vũ khí phương Tây và Nga, giá vũ khí Trung Quốc rẻ hơn, phương thức thanh toán linh hoạt. Rõ ràng là có nhiều yếu tố chính trị cũng như kinh tế đứng sau những quốc gia trộm vũ khí Trung Quốc. Nhiều trong số những quốc gia kể trên có quan hệ rắc rối với các nước xuất khẩu vũ khí đứng hàng đầu phương Tây như Mỹ, Pháp hay Đức. Họ không chỉ thấy vũ khí Trung Quốc rẻ hơn mà còn nhận được các ưu đãi khác như quà tặng, tín dụng và các phương thức thanh toán linh hoạt. Trung Quốc đã có thể tự sản xuất cho riêng mình các loại vũ khí và các loại vũ khí này có chất lượng cao nhưng giá thành lại thấp. Do đó mà các nước xung quanh bao gồm cả Lào, Campuchia, Pakistan, Myanmar, Thái Lan, Malaysia và các nước Trung Á, thậm chí là cả Bangladesh và các nước châu Phi đều mua với số lượng lớn. Nhưng điều kỳ lạ là Việt Nam ở sát Trung Quốc lại nói không với vũ khí Trung Quốc. Vậy đâu là nguyên nhân mà dẫn đến Việt Nam không mua vũ khí của Trung Quốc? Nguyên nhân chủ yếu nằm ở hai khía cạnh. Thứ nhất là Việt Nam vẫn luôn đề phòng. Ngay từ những năm 1980, khi Việt Nam mở cửa đổi mới, Việt Nam vẫn cảnh giác với Trung Quốc và luôn thực hiện nguyên tắc kết bạn với nước ngoài. Đối với Việt Nam, mua vũ khí của Trung Quốc được coi là không an toàn, bởi nếu vũ khí của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc thì chắc chắn là thất bại. Đây được coi là sự cảnh giác của Việt Nam. Và thứ hai là Trung Quốc không sẵn sàng bán vũ khí cho Việt Nam. Khi Việt Nam vào những năm 1960 đến năm 1970, về cơ bản phần lớn trang thiết bị của Việt Nam vẫn là do Trung Quốc viện trợ. Tuy nhiên, mối quan hệ nồng ấm Trung Quốc và Việt Nam ngày càng xấu đi. Vậy nên nếu xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam chẳng khác nào tự đào hố cho mình. Vì vậy, việc Trung Quốc xuất khẩu vũ khí tối tân sang Việt Nam là điều không thể. Hơn nữa, Việt Nam cũng học hỏi Trung Quốc mua rất nhiều vũ khí mang về tự nghiên cứu và tự sản xuất trong nước. Đó cũng là một mối đe dọa lớn đối với Trung Quốc. Và hơn nữa, Việt Nam đang kiểm soát rất nhiều đảo và đá ngầm ở Biển Đông. Trong khi đó, thì Trung Quốc cũng đang muốn xâm lấn tất cả những vùng Biển Đông này. Nên nếu bán vũ khí cho Việt Nam, chẳng khác nào làm cho Việt Nam càng mạnh mẽ hơn. Và Việt Nam cũng thận trọng trong việc mua thiết bị chiến đấu chủ lực của Trung Quốc. Tranh chấp Biển Đông đã khiến Việt Nam phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao và quân sự. Việt Nam hy vọng giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình với Trung Quốc và cố gắng duy trì ổn định, an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam luôn cảnh giác và không sẵn sàng nhượng bộ hay đối đầu quân sự với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Vì vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, Việt Nam chưa có động thái mua trực tiếp trang thiết bị chiến đấu chủ lực từ Trung Quốc. Và một điều chứng minh cho việc Trung Quốc đề phòng Việt Nam là việc Trung Quốc chưa bao giờ có ý định tặng vũ khí cho Việt Nam kể từ sau năm 1979 đến nay. Mặc dù Trung Quốc đã tặng vũ khí cho rất nhiều quốc gia, theo như báo cáo nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, thì Trung Quốc đã tặng vũ khí cho 35 quốc gia trong giai đoạn năm 2018 đến năm 2022. Trong đó có 11 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương
11 quốc gia ở châu Phi, 7 quốc gia ở châu Mỹ Latin, 5 quốc gia ở châu Âu và Trung Đông. Nhưng trong danh sách đó thì lại không có Việt Nam. Các quốc gia cạnh Việt Nam như Lào, Campuchia cũng đều được tặng vũ khí. Nhưng tuyệt nhiên Việt Nam không được nhận vũ khí nào từ Trung Quốc. Mặc dù Việt Nam cùng chung thể chế chính trị tương đồng với Trung Quốc, đó là xã hội chủ nghĩa. Và ngày nay thì các nước xã hội chủ nghĩa chỉ còn lại vài quốc gia. Việc Trung Quốc tặng vũ khí cho các nước trên thế giới có thể được giải thích bởi một số lý do như sau. Trung Quốc đang tích cực mở rộng ảnh hưởng và tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới. Việc tặng vũ khí cho các nước có thể giúp Trung Quốc củng cố quan hệ với các nước này, đồng thời tạo ra lợi thế cho Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp địa chính trị. Trung Quốc đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu vũ khí mới. Việc tặng vũ khí cho các nước có thể giúp Trung Quốc giới thiệu các sản phẩm vũ khí của mình đến các thị trường mới, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các công ty vũ khí Trung Quốc. Trung Quốc cũng đang tìm kiếm các đồng minh quân sự mới. Việc tặng vũ khí cho các nước có thể giúp Trung Quốc xây dựng các mối quan hệ quân sự với các nước này, đồng thời tạo ra một mạng lưới các đồng minh quân sự để bảo vệ lợi ích của mình. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang đề phòng cao độ đối với Việt Nam của chúng ta, và Trung Quốc chỉ muốn xem Việt Nam là đối tác thương mại, chứ không mong muốn trở thành một đồng minh quân sự với Việt Nam. Hàng ngàn năm qua, đối thủ chính của Việt Nam vẫn luôn là Trung Quốc. Với 14 lần xâm lăng bất thành, Trung Quốc vẫn ôm mãi giấc mộng bành trướng lãnh thổ của mình, mở rộng xuống phía Nam. Đến hiện tại, mối quan hệ hai bên đã hòa bình, nhưng giữa hai nước vẫn có một sự đố kỵ lẫn nhau. Nhỡ đâu, Trung Quốc bán vũ khí không thực sự tốt như cam kết, nếu xảy ra xung đột thì e là đã quá muộn. Đây là sự cảnh giác cao độ với Trung Quốc, và Trung Quốc cũng cảnh giác với Việt Nam. Nếu bán cho Việt Nam vũ khí của Trung Quốc, Việt Nam có thể nắm được điểm mạnh điểm yếu của các loại vũ khí này. Hơn nữa, năng lực quốc phòng của Việt Nam cũng có thể sản xuất được một số loại vũ khí. Việc Việt Nam cải tiến những điểm yếu, nếu mà những vũ khí Trung Quốc bán cho Việt Nam, vô hình chung, vũ khí Trung Quốc bán cho Việt Nam sẽ mạnh hơn vũ khí của Trung Quốc. Thưa quý vị, không thể phủ nhận năng lực sản xuất vũ khí của Trung Quốc đã đạt lên mức độ cao siêu, cũng như kho vũ khí đầy đủ các chủng loại của Trung Quốc. Tuy nhiên, còn một vài lý do nữa khiến vũ khí Trung Quốc không đáng tin cậy. Thứ nhất, theo một số chuyên gia quân sự đánh giá, vũ khí Trung Quốc chưa được chứng thực qua thực tế, chưa đánh giá đầy đủ khả năng, không như vũ khí Nga hay Mỹ hay các nước phương Tây. Vì vũ khí Trung Quốc chưa được kiểm nghiệm qua thực tế, chưa chứng minh được giá trị trên chiến trường. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tích cực phát triển và hiện đại hóa lực lượng vũ trang, trong đó có lĩnh vực vũ khí. Trung Quốc đã chế tạo và đưa vào sử dụng nhiều loại vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu J-20, tàu săn bay TB-003, tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41. Những vũ khí này được đánh giá có khả năng cạnh tranh với các vũ khí tiên tiến của các quốc gia khác. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, vì trong những năm gần đây, Trung Quốc chỉ tham gia một số cuộc xung đột quân sự nhỏ ở khu vực biên giới, như cuộc xung đột biên giới Trung Ấn năm 2020. Trong những cuộc xung đột này, Trung Quốc đã sử dụng một số loại vũ khí hiện đại, nhưng hiệu quả chiến đấu của các loại vũ khí này chưa được đánh giá đầy đủ. Vì vậy, việc đánh giá vũ khí Trung Quốc kém may không kém còn cần phải được chứng thực qua thực tế của chiến trường. Nếu một cuộc xung đột quân sự lớn, vũ khí Trung Quốc có thể phát huy hiệu quả tốt, thì với nhận định vũ khí Trung Quốc kém sẽ không còn chính xác nữa. Các loại vũ khí Trung Quốc hiện đại vẫn đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện. Nhiều loại vũ khí này vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt và sử dụng rộng rãi trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, ngay cả khi vũ khí Trung Quốc có thể phát huy hiệu quả tốt trong thực tế chiến trường, thì điều này cũng không có nghĩa là vũ khí Trung Quốc đã vượt trội hoàn toàn so với vũ khí của các quốc gia như Nga và phương Tây. Vũ khí của các quốc gia khác cũng đang không ngừng phát triển hiện đại hóa và nhiều phần vượt trội hơn vũ khí Trung Quốc. Và thứ hai là, vũ khí Trung Quốc đều là hàng thiết kế sao chép. Mặc dù tích lũy được nhiều vũ khí hiện đại hơn trong những năm gần đây, nhưng Trung Quốc vẫn có một lượng lớn vũ khí cũ kỹ và lỗi thời vốn sử dụng công nghệ từ thời Liên Xô. Ngay cả một số hệ thống vũ khí hiện đại của Trung Quốc cũng dựa trên việc tái cấu trúc các sản phẩm của những đối thủ cạnh tranh. Vì vậy cũng dễ hiểu khi nhiều người cho rằng quân đội Trung Quốc được xây dựng bằng vũ khí Nhật Bản. Cách tiếp cận này cho phép Trung Quốc duy trì khả năng cạnh tranh trên thương trường thế giới, đồng thời còn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc vốn sẽ dùng để phát triển các sản phẩm của riêng nước này. Trung Quốc có các bản tiêm kích rất giống các tiêm kích hiện đại của Mỹ như F-35, X-47B, trong đó tiêm kích Shenzhen J-31 giống hệt F-35 của Mỹ. Một số công nghệ
được sử dụng trong thiết kế được cho là có được thông qua chiến dịch gián điệp mạng mạnh mẽ của Trung Quốc. Giới chức quốc phòng của Mỹ còn nghi ngờ rằng Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ kỹ thuật có giá trị bằng cách tiến hành các thỏa thuận bí mật với các đồng minh của Mỹ, những nước đã mua vũ khí của Mỹ. Đây được cho là lý do Mỹ quyết định không bán tiêm kích tàng hình F-22 Raptor. Trong trò chơi nhân bản này, Trung Quốc cũng không chừa Nga ra. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga cần tiền và tổ chức bán tiêm kích tiên tiến Su-27. Giới phân tích cho biết Trung Quốc đã mua 24 tiêm kích loại này và sau đó đàm phán để xin giấy phép lắp ráp thêm máy bay trong nước, sử dụng các linh kiện nhập khẩu từ Nga. Trung Quốc lâu nay áp dụng kỹ thuật đảo ngược đối với vũ khí của Nga, tức là nghiên cứu, thiết kế rồi tái sản xuất. Cụ thể, trong thập niên năm 1990, Trung Quốc mua máy bay tiêm kích Su-27 và hệ thống phòng không F-300 của Nga. Sau đó, Bắc Kinh dùng chúng làm mẫu để phát triển chiến đấu cơ nội địa J-11 và tên lửa đối đất phòng không HQ-9. Trong vòng vài năm, Trung Quốc tuyên bố tiêm kích Su-27 không còn đáp ứng được nhu cầu của đất này và đã hủy hợp đồng. Trước sự không hài lòng của người Nga, Trung Quốc sớm trình làng tiêm kích Senja J-11B được chế tạo và trang bị trong nước. Mẫu tiêm kích này trông giống hệt như Su-27. Nói cách khác, khi Nga sử dụng tiền của Trung Quốc từ việc bán vũ khí để phát triển công nghệ mới, thì Trung Quốc đã đi trước bằng cách đánh cắp công nghệ của Nga. Trung Quốc đã tái cấu trúc các vũ khí của Nga để chế tạo thành những phiên bản của đất này và Moscow đã áp dụng một số biện pháp để ngăn chặn các việc sao chép vũ khí. Ví dụ như yêu cầu Bắc Kinh phải mua vũ khí với số lượng lớn thay vì chỉ mua một vài mẫu vì Nga biết rằng Trung Quốc mua một vài mẫu là để sao chép. Nga đưa vào các điều khoản cam kết chống trộm cắp thiết kế trong các hợp đồng mua bán vũ khí và thậm chí cố gắng lấy tiền bản quyền từ các bản sao chép vũ khí Nga của Trung Quốc. Tuy nhiên, những biện pháp này không thực sự hiệu quả. Mối bức xúc của Nga đối với sự sao chép của Trung Quốc đã phần nào làm sụt giảm doanh số bán vũ khí giữa hai nước này vào những năm 2010. Trung Quốc chiếm 60% doanh số vũ khí xuất khẩu của Nga năm 2005, nhưng con số này đã giảm xuống 8,7% vào năm 2012. Chỉ sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014, khi Nga bắt đầu quay sang Trung Quốc do bị phương Tây lạnh nhạt, việc buôn bán vũ khí và hợp tác quân sự giữa Moscow và Bắc Kinh mới sôi động trở lại. Hiện nay, Nga đã chấp nhận hành động sao chép công nghệ của Trung Quốc là cái giá không thể tránh khỏi khi làm ăn với người hàng xóm phía Nam của mình. Đó là theo giải thích của các nhà nghiên cứu Vasily Kasin tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Vậy chúng ta đặt câu hỏi thì những vũ khí nhân bản của Trung Quốc liệu có hiệu quả như những vũ khí thực thụ hay không? Nhà phân tích hải quân Eric Wertheim nhận định rằng vấn đề lớn nhất với tất cả các loại vũ khí của Trung Quốc, kể cả những bản sao của thiết bị phương Tây, là chúng vẫn chưa được thử nghiệm trong chiến đấu và không biết chúng sẽ hoạt động như thế nào. Vì vậy, trong khi chúng rẻ hơn nhiều so với các vũ khí phương Tây, có thể hiểu được là nhiều quốc gia miễn cưỡng chấp nhận rủi ro mua sản phẩm chưa được qua thử nghiệm chiến đấu. Theo các chuyên gia vũ khí thì đánh giá, nhiều vũ khí của Trung Quốc hoạt động kém hơn đáng kể so với các vũ khí của phương Tây. Và quan trọng hơn là hầu hết các nước mua vũ khí của Trung Quốc đều mang tính chính trị hơn là nhu cầu thực sự. Ví dụ như Pakistan là một trong những quốc gia mua vũ khí Trung Quốc nhiều nhất. Việc Pakistan mua vũ khí của Trung Quốc là một phần trong nỗ lực của Pakistan để củng cố quan hệ với Trung Quốc, đồng thời cân bằng sức mạnh quân sự đối với Ấn Độ. Một ví dụ khác là Triều Tiên. Triều Tiên mua vũ khí của Trung Quốc để tăng cường khả năng quân sự của mình, đồng thời củng cố mối quan hệ với Trung Quốc, một đồng minh quan trọng của Triều Tiên. Vậy nên nếu Việt Nam của chúng ta nếu có mua vũ khí của Trung Quốc thì cũng chỉ là mua ngoại giao, sẽ không có những hợp đồng lớn với Trung Quốc được. Và nếu không may hai nước xảy ra xung đột trực tiếp thì chắc chắn rằng vũ khí này chúng ta cũng không mang ra sử dụng. Còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại dưới bình luận, nhớ đăng ký kênh, vé vào kênh mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!